Hello các bạn đã quay lại kênh Sĩ Phú TV nha. Mình đang ở đường Bùi Viện đó, đang khung cảnh ở đây này, gần phía trước này đó, rất nhiều quán bar dành cho người Tây, mini bar và những cái đồ ăn dành phục vụ cho người nước ngoài. Ồ, đây rất là đông ha. Đây rất là đông quý vị ha, hầu như toàn là người nước ngoài hết. Đó thì họ có những cái không gian uống bia thưởng thức cái không khí tại Sài Gòn còn đêm. Tối đây rất là đông và nhộn nhịp ha. Ồ, các quán bia hơi lề đường bình xăng. Đây, quán bia hơi bình xăng quý vị ha. Người Tây ngồi rất là nhiều để thưởng thức cái bài bia. Tìm một nơi uống một chai bia thưởng thức không khí tại đây. Ồ, mình cũng được thêm mấy phút nữa. Coi chỗ nào.